tôi đau lên bệnh xuống nhiều lắm. Và trong sự tuyệt vọng như vậy thì tôi có được những người bên Tin Lành đó giúp đỡ cho tôi và cầu nguyện thì tôi được khỏe mạnh như ngày hôm nay. Và tôi hứa nguyện với lòng tôi mà nếu mà tôi mà được chữa lành á, tôi sẽ dâng cuộc đời của tôi đi phục vụ cho những người khác. Và trải qua 20 mấy năm này tôi đã đi phục vụ nhiều nơi, tôi giúp đỡ cho bên Campuchia và bên Lào và một số nơi ở Việt Nam. Bằng cái thiện nguyện của tôi mong muốn những bệnh nhân nhỏ đó mau hết bệnh và trở về giúp đỡ cho gia đình và giúp đỡ cho đời, cho xã hội nữa. Cho nên đó là cái bản thân của tôi mong muốn vậy. Chúng tôi tin vào có Đức Chúa Trời là ông trời, có quyền chữa bệnh và có quyền tha tội và có quyền giúp đỡ trên đời sống của mình. Nên là tôi muốn tất cả các bệnh nhân cũng như là những người bậc phụ huynh nuôi con nuôi cháu ở đây á, chúng ta nhờ đến bác sĩ, chúng ta nhờ thuốc là không gì sai cả. Nhưng mà trên cả bác sĩ, trên cả thuốc là mình nhờ đến ông trời. Vì ông trời là đấng quyết định. Có những người uống cái thuốc đó mà lành, có những người uống thuốc đó mà không lành. Nhưng mà mình cầu nguyện Chúa, Chúa khiến cho cái thuốc đó đúng bệnh, đúng thuốc, đúng liều thì đúng bệnh mau hết và trở lành. Thì Chúa lành trở về bệnh nhân thì ha. Các bạn có nhận được bài không tôi không biết nữa, nhưng mà tôi cùng với các bạn tin rằng là Chúa sẽ cứu con các bạn nhé. Bây giờ nó hơi gấp gáp quá, thành ra là hẹn lần sau mới thì gặp nhau nhiều 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 đã chết trên thánh giá đền tội cho con. Vâng. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Chúa ơi, trong giờ này con cầu nguyện cho cháu Lộc. Trong danh Giêsu chúng con công bố mỗi lần roi lần đầu của ngài chịu mà cháu Lộc được lành bệnh. Chúa ơi, con cầu nguyện cho cái bụng của cháu được xẹp xuống, mắt của cháu được xẹp xuống. Chúa ơi, con cầu nguyện cho từng cái thận của cháu được lọc máu một cách bình thường trở lại. Chúa đụng chạm và Chúa chữa lành cho cháu trong năng quyền của ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu ngày xưa ngài đã chữa lành cho biết bao nhiêu bệnh nhân, ngài đã chữa lành cho con ngay trong giờ này, chữa lành cho cháu Lộc. Con cảm ơn Chúa, con dâng cháu Lộc trong tay của ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu, chúa con thành tâm và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu ấy. Amen. Sửa cho sửa. Cảm ơn Chúa Giêsu, Chúa ở trên trời á. Amen. Thế à? Cô đến.